chào cả nhà nha. Có bạn tìm xe này thì mình cũng sẵn đây, mình đi dịp mình gặp chiếc này đẹp quá, mình chia sẻ cả nhà nha. Yamaha 3810D. Em này là hai cầu cả nhà. 3810D hai cầu nha. Hàng bãi xuống công, cả nhà chịu khó theo mình ha, mình lục lạo cái chiếc này cho cả nhà xem nha, để coi cái vỏ nó nằm đâu. Em này thì nói nằm như thế này nha cả nhà. Rồi, mình quay cái thực tế luôn cho cả nhà nha. Đó, cây kiếm của nó để cho mình sạc, cả nhà đợi mình ha, cái đi đợi mình chút, mình quay thực tế cho cả nhà xem mình đang sạc nha, mình không có coi trước sắp xếp gì hết. Đây là cây kiếm của nó nè, tháo ra rụng rời vậy đó, tất cả chi tiết của nó giờ công về nhập là còn nguyên zin vậy đây. Cho cả nhà xem nha, cái số giờ em nói là 1094 giờ nha. Đó, em nói là hai cầu nha. Lớp trước nó là 7-16 cả nhà. 7-16 nha. Để cho cả nhà xem cái vỏ em nó. Nó vỏ em nói vỏ zin, zin còn thấy còn ok nha, cả nào cả nhà thấy chạy gì mấy cái nhỏ nhỏ này mình chạy gì thì được. Nếu mà cả nhà test máy ok hết, cả nhà cứ kèo bên chủ bãi là thay vỏ kiếm vỏ zin đẹp hơn. Bên chủ bãi cũng đồng ý luôn, cũng về công xuống công thì sợ gì cả nhà, cũng chịu chơi nha. Mình thấy ở đây bán thì rất dễ chịu, mình chia sẻ cho cả nhà ha. Rồi ở đây này là cái vỏ em nói nữa nè, đó sạn ra từ từ cả nhà, từ từ với mình. Mình không có sắp xếp trước, mình cứ quay thực tế để nó lăn cả nhà. Hay cái vỏ hồng của nó em nói là cả nhà là 12.4/11-28 nha. Rồi nó lăn tự nhiên. Nó vỏ nó còn đẹp đó cả nhà. Vỏ nó còn đẹp nha, còn keng keng luôn á. Em nó ba máy, nói chung là cái bét nó chốc nó sơn cũng từ lưa cả nhà. Tới mình test máy hết thì mình đấy nha. Đó, nó còn thấy chiếc em này nó liền lạc nữa nha. Điều mình cả nhà nào mua bãi, thích mua bãi thì em nói đây, mình về mình dọn lại cả nhà, mình về mình đánh bát mình dọn rồi hết đợi là ok thôi, không có gì, chỉnh hàng bãi luôn. Những cái bét thì nó không có được sáng rủa cho lắm, nó hai cặp vàng không nữa nè. Nói chung chiếc này thì nó rổ nhiều nha, tùy theo cái xài cái dùng. Dùng nước mặn thì cái dàn áo của nó không có trọn vẹn đâu cả nhà. 3810 hai cầu, hàng bãi xuống công chưa ráp bánh. Về em nói là còn được lắm, nó nằm trong đây nha. Cả nhà chịu khó xúc em nói về thì mình sơn tút lại tự làm thì mấy những cái chiếc này. Còn hãy mà để bên bãi dọn lại thì giá nó hơi căng căng hơn chút xíu thôi. Đúng rồi, nó nằm ở trong cái nhà không có coi được. Nói chung chiếc này đi coi, nó khô nha, khô sạch sẽ nha. Em này nó khô sạch sẽ lắm nè. Đó, cầu trước về công là tháo ra cả nhà. Mình coi mình thì về lái thì lấy mấy cái này lấy ấy lại hết. Về cầu trước nó nằm đây, xuống công ít có khi đẩy cầu, một là tháo cái này, hai là tháo cái nguyên cái cùi đó ra, lấy cây cốt đó ra ha. Rồi số điện thoại nằm mô tả.
xe xuống công là vậy. Yamaha IM3810D. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều.